Bột bánh xèo hương xưa hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Cùng ra sàn nhảy với nhịp điệu cha cha cha, cha. Và đặc biệt hai chị em mình hôm nay phải nói là cảm ơn các vị Mạnh Thường Quân đã bảo trợ, và đặc biệt là bánh xèo hương xưa, bột bánh xèo hương xưa, dạ đúng, đã bảo trợ cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Tỷ tỷ nhớ rành quá, tỷ tỷ có biết nấu ăn không vậy? Tỷ tỷ không biết nấu ăn. Muội muội có điều này nè, muội muội bế quan lâu quá. Dạ. Bây giờ mới gặp đó. Dạ. Muội muội làm gì vậy? Đoan muội làm gì? Như tỷ hỏi làm đoan muội chạnh lòng. Tại sao chạnh lòng? Dạ, cứ chị với Hùng cứ có một thời gian là em làm được một cái việc gì rồi là em lại muốn thử sức mình ở một cái việc khác.
Dạ, cho nên đúng rồi, dạo gần đây là em cũng đã khá là thành công trong công việc của em đúng không? Đặc biệt là make up hôm nay là em tự làm và rất đặc biệt và son môi rất là dễ thương. Em tự bảo trợ cho em. Nhớ bảo trợ cho Trung tâm Thúy Nga nha. Dạ, cảm ơn chị. Sẵn ở đây thì cho em gửi lời cảm ơn liền đến một người rất là đặc biệt. Không phải chỉ riêng em đâu, mà hầu như với tất cả anh chị em nghệ sĩ. Đó là chị Thủy, chị Marito, cũng như là Trung tâm Thúy Nga, đã luôn cho em một cái cơ hội. Đúng vậy, mùa đông hoa trắng của mọi người. Mùa đông hoa trắng. Cảm ơn chị. Tuy nhiên là em lấy một cái thời gian em rẽ vào một cái con đường khác, em đi tập kinh doanh. Nhưng mà Trung tâm Thúy Nga và chị Thủy và anh Thi cũng vẫn dành một cái chỗ nho nhỏ cho em. Nho nhỏ thôi hả? Nho nhỏ mà thành công nó như vậy rồi. Trời ơi. Chưa hết. Nhưng mà cái chỗ nho nhỏ này đặc biệt lắm. Chị biết không, trong cái thời gian vừa qua đó thì mình nghĩ lâu rồi đó chị. Mình lo mình làm ăn thì ngoại hình rồi giọng hát mọi thứ, em nghĩ rằng là em không có còn được như các anh chị hay là các bạn. Tâm đoan yên tâm, chị nghĩ rằng là tất cả các fan và tất cả các bạn bè cũng như mọi người của khán giả của Trung tâm Thúy Nga đã mong đợi cái music box này và đặc biệt là tiếng hát của Tâm Đoan. Chị rất là chị tất cả những bài hát mà dàn dựng là Thanh Xà, Bạch Xà đúng không? Đúng. Bài đó là gì rồi mà Ngày Mai Trời Lại Sáng. Đêm ngậm ngùi. Đêm ngậm ngùi, đúng rồi. Tức đúng là rồi. Từ cái Thanh Xà Bạch Xà 1 cho đến Thanh Xà Bạch Xà 2 đó là 10 năm. Tỷ có biết điều đó không vậy? Kỳ này đỡ vậy? Mới 5 năm được gặp lại rồi nè. Vậy dạ. Đừng trưởng nha. Dạ, là cảm ơn chị Thủy đó. Okay. Chị động viên dữ lắm. Và chị nói là trở lại đi, fan rất là nhớ em. Này kia cố gắng đi Đoan. Mãi cho đến khi mà em nghe là trở lại đi. Kỳ này hát với Như Quỳnh. Trời ơi, em cũng mau mau chụp liền cơ hội này. Chị nhớ không, thật ra là em đừng nói như vậy. Những bài hát của em trên dàn dựng cho tiếng hát của em là Trung tâm Thúy Nga đã dành cho em, chị thấy rất là đặc biệt. Và bây giờ chị nghĩ rằng là mình còn nhiều điều để tâm sự lắm. Mà chị nghĩ rằng trong một trong những ca khúc mà chị cũng rất là ái mộ, mà chị nghe em hát ở ngoài thôi, chưa hát cho fan hát cho fan biết. Chị nghĩ là bắt đầu đi ha, được không? Dạ được. Đừng có để khán giả đợi lâu và fan đợi lâu. Chị Như, em thần tượng chị là ai cũng biết rồi. Fan Như Quỳnh cũng biết điều này luôn nha. Fan Như Quỳnh biết chứ. Ai cũng vậy, cũng phải có một thần tượng trong cuộc đời của mình. Chị Như Quỳnh là một trong những thần tượng của Tâm Đoan. Mà bên cạnh đó, quý vị và các bạn biết không? Đoan lại được cái sự may mắn là có được một cái tình bạn. Cái điều này đối với em nó còn trân quý hơn trên hết tất cả là cái tình bạn giữa em với chị. Có những cái giây phút ở đằng sau cái rèm sân khấu đó quý vị, khó nói ra lắm. Mà chỉ có hai chị em mới hiểu nhau. Và mình nhìn thần tượng của mình, rồi mình được hát với thần tượng của mình. Trời ơi. Mà đây không phải là lần đầu tiên, nhiều lần lắm chị. Em làm chị liệm người. Ngày hôm nay em trở lại, em lại được ngồi với chị. Thì thực sự đối với em, mỗi một giây phút nó là một cái món quà. Chị cảm ơn. Mỗi một giây phút đều là một món quà nghệ thuật cho em. Cho nên hôm nay cảm ơn Tâm Đoan. Dạ. Rất nhiều. Giữa em với chị, cái relationship nha các bạn, cái mối quan hệ này nó không còn nằm ở nghệ sĩ và nghệ sĩ mà là tỷ muội. Chia sẻ với nhau rất nhiều, mình còn rất là nhiều thời gian để tâm sự. Chị nghĩ rằng em bắt đầu đi. Chị cũng nôn nóng á, chị cũng nôn nóng bài hát em này lắm. Quá không có rung, đừng rung. Coi như là bài hát này em đã ái mộ chị từ lần đầu chị lên sân khấu nha. Cả thế giới ái mộ chị luôn. Cảm nhưng ơn mà em. chị người ta nghe chị hát nhiều, ngày hôm nay chị chịu khó nghe em hát cho chị nghe. Trời, đừng có nói chịu khó, chị rất hân hạnh được nghe tiếng hát của em. Dạ, và em sẽ hát em hát lên, chị sẽ thấy cái món quà em nó nằm ở đâu. Và cũng là sự yêu cầu của chị Merito, chị Thủy muốn Tâm Đoan hát cái bài này ngày hôm nay luôn. Với một cái lời mới của nhạc sĩ Thái Thịnh viết lại brand new cho chương trình Music Box cũng như là Trung tâm Thúy Nga. Và trước khi chị mà chuẩn bị luôn. Trước khi mà hát vào lời đó thì Đoan sẽ hát một chút xíu một cái lời
bằng tiếng Hoa để tặng cho chị Như. Tại cảm vì cái thời điểm bài hát đó hết em đó. Làm chị hồi hộp mà run quá rồi nè. Bây giờ em bắt đầu đi. Thời điểm mà bài đó hết đó là em thuộc lòng nó ở bên tiếng Hoa. Mà em đi thi cái bài đó luôn, em được giải nhất. Đúng rồi. Thật sự là bài này rất là nổi tiếng. Original là đầu tiên á, thật sự là bài hát này là của những người ca sĩ người Nhật. Dạ đúng rồi. Sau đó nó được phổ biến là tất cả các nơi và rất nhiều. Và em là cái người là thể hiện ca khúc này. Chị rất là nôn nóng, em có thể hát được không? Ok, bây giờ em sẽ hát một đoạn bên tiếng Hoa tặng chị nha. Dần chiều trôi lưu và cân sân, trôi trẻ nhất hắc tố mô tiếp cận. Si sông phóng chi cho yêu hận, màu thông và cân sâm. Chẳng phải bỏ rơi qua tích sâm, dòng ngày cân chín hình hình tiếp cận. Tố xíu ngon quay cập dư mận, thâu thâu tích rồi sân. Tình nan chi cấm ngõ cơ kê xa xôi duyên. Cái câu dòng gì sao sáng tích lời nhắn. Bất yêu, bất yêu, bất yêu trao lời trao hơi. Tình chân xích ngõ tích xâm. Nhiệt mình bắt ngõ ca trục tình duyên dịp lính. Trẻ câu dòng gì sao sáng tích lời nhắn. Bất yêu tăng trẻ giật hát tình nhịp mắt. Trong nhà dấu mỹ cho giá chân, dù ngõ trong như cháu tóc sông nhầm. Bắt cùng giấc xoay xì dư mân, phải lo xì chừng nhân. Bắt cùng giấc xoay xì dư mân, phải lo xì chừng nhân. Dần vào đêm vắng, tựa vào nhau hai đứa tâm trăng vàng. Thoáng nghe chút dao động lòng em, niềm vui len trong lo lắng. Đừng tình yêu một lần đã lỡ, rồi gặp anh em bước thêm một lần. Thấy vui dẫu không còn ngại ngần, biết ra sao ngày sau. Chuyện yêu đương có ai hay mà biết trước, trái tim con người thì luôn rất dễ tổn thương. Xin tình yêu này chớ đến rồi lại đi, hãy yêu nhau như lần yêu cuối. Người tình ơi, trái tim em người có thấu, đã yêu anh rồi chỉ mong mãi mãi bên lâu. Như từng trao mê đắm chiếc hôn đậm sâu, nhìn trời sao cùng người yêu dấu. Đời lại vui như phút yêu ban đầu. Nỗi vui trong cuộc đời chỉ là sống bên người mình yêu. Say dần vào đêm vắng, tựa vào nhau hai đứa tâm trăng vàng. Thoáng nghe chút dao động lòng em, niềm vui len trong lo lắng. Đừng tình yêu một lần đã lỡ, rồi gặp anh em bước thêm một lần. Thấy vui dẫu không còn ngại ngần, biết ra sao ngày sau. Chuyện yêu đương có ai hay mà biết trước, trái tim con người thì luôn rất dễ tổn thương. Xin tình yêu này chớ đến rồi lại đi, hãy yêu nhau như lần yêu cuối. Người tình ơi, trái tim em người có thấu, đã yêu anh rồi chỉ mong mãi mãi bên lâu. Như từng trao mê đắm chiếc hôn đậm sâu, nhìn trời sao cùng người yêu dấu. Đời lại vui như phút yêu
chỉ là sống bên người mình yêu. Nỗi vui trong cuộc đời chỉ là sống bên người mình yêu. Nỗi vui trong cuộc đời chỉ là sống bên. Lắm Tâm Đoan. Cảm ơn chị đã về cho em. Em không còn hạnh phúc nào bằng, không còn hạnh phúc nào bằng nữa, em phải nói. Chị nói thật nè, chị hỏi thật Tâm Đoan. Thần tượng được hát chung ngày hôm nay trở lại sau một thời gian dài mà thực sự là Tâm Đoan không cảm thấy mình ready, không cảm thấy mình xứng đáng luôn, mà lại được chị Như Quỳnh ngồi đây bè cho em. Chị có biết là em hạnh phúc lắm không? Không. Em đã gợi nhớ những cái kỷ niệm xa xưa của chị mà em rất giỏi. Mà cái điều đặc biệt là em biết gì không? Chị hỏi thiệt. Dạ. Em học tiếng Hoa từ đâu? Nói thiệt đi. Dạ, em học lớn á, tức là em có rất là nhiều bạn người Hoa hồi lúc ở bên Canada đó. Dạ, em ở bên Canada, em ở cái thành phố được gọi là Scarborough, là toàn là người Hồng Kông không? Ồ. Dạ. Thì em nói tiếng Anh bao nhiêu là em học tiếng Hoa được bấy nhiêu. Mai mốt đi ăn dắt em đi. Sao em giấu rồi, em giấu kỹ dữ vậy? Em giấu đến nỗi mà chị Marito cũng anh Thi cũng không biết, à, mà dạ, cái chị cũng không biết luôn. À, bây giờ chị... hôm nay thì đặc biệt của em đó. Dạ, chị Thủy đã có duyệt cho em hát một bài tiếng Hoa hồi trước trong cái CD Yêu Vội. CD đó là toàn là những cái tình khúc mà nhạc Hoa dịch lời Việt. Dạ, và CD đó cũng được rất là nhiều người yêu mến. Và chủ đề... trong... chủ đề là Yêu Vội. Dạ. À, trong cái CD đó thì Tâm Đoan có hát cái bài đó được mang tên là Tất Cả Vì Anh. Và bài đó với bài này, bài Người Tình Mùa Đông này, tiếng Hoa người ta gọi là Dồn Di Sầu Sởn Tết Lời Dẫn. Tức là... One more time. Nói lại one more time, chậm lại cho chị. Phải nói nhanh vậy, ăn gian. Ăn gian hả? Dồn Di Sầu Sởn Tết Lời Dẫn. Dồn Di Sầu Sởn. Coi chừng thành lạp xưởng. Tức là người con gái có trái tim dễ bị tổn thương. À, thì nói đến đây thì phải rất là cảm ơn anh Thái Thịnh. Anh ơi, anh là một trong những người nhạc sĩ sáng tác rất nhiều bài sau này, mà có thể nói là cái level của cái dòng nhạc của anh nó lên ngang tầm với lại những dòng nhạc hồi xưa, nhạc bolero nữa, nói riêng, và nhạc tình nữa. Nhưng mà anh có cái tài là anh viết lời hay quá. Đúng. Anh viết cái những cảm cái... động lắm em. Chị, mà cái lời bài này anh viết sát luôn đó chị. Sát đúng sát nghĩa đúng từng nghĩa. Câu luôn. Nè, em khoe nha. Khoe, okay. Khoe nha. Cái câu mà bát yêu tăng xe giật hả chính nhịt man. Là làm nhanh nhanh đi cho tôi liền một nụ hôn nồng cháy. Ồ, thì ra là vậy. Dạ. À, là sát nghĩa thì, bởi vì em giỏi anh... quá tiếng Hoa này cho nên chị bây giờ mới biết được thêm. Cảm ơn chị. Hồi đó là em đi thi múa rượu ở Mắt Thợ. Mình người Việt Nam mình mà mình thích hát á, thì lúc đó nhiều người bạn người Hoa thì đi hát thì mình cứ hát theo. Rồi cái rủ đoàn đi thi một cái cuộc thi karaoke. Lúc đó là có gặp, là lúc đó thời mà Người Tình Mùa Đông cái áo đỏ đứng nhảy cha cha đó. Cái em thi bài này với cái bài trong cái CD Yêu Vội đó, em được thắng giải nhất. Mém chút là được ký hợp đồng để đi qua Hồng Kông học tiếng Hoa. Em có qua Hồng Kông không? Dạ không, tại vì mình thấy em người Việt gốc cơm cho nên thôi ở lại cho nó chắc ăn. Quý vị nha, CD Yêu Vội của Tâm Đoan do Trung Tâm Thúy Nga phát hành. Quý vị có thể lên trang mạng để mà có tìm. Có trên YouTube rồi đó chị. YouTube dạ. Rồi. Quý vị có thể nghe những ca khúc và với những giờ ca khúc của sáng tác của các nhạc sĩ và đặc biệt là giọng ca rất là tuyệt vời của nữ ca sĩ Tâm Đoan. Quý Nhưng vị mà... theo dõi nha. Em cảm ơn chị. Mà thật ra cái đó là một cái sở thích hobby thôi. Chứ mình là người Việt Nam, mình trong máu, trong cái tâm hồn mình vẫn phải là nhạc Việt Nam. Đúng vậy. Dạ. Cho nên là một cái là em hát được cái theo cái dòng nhạc bolero là vì nó nằm ở trong cái dòng máu của cái mình rồi. Của mình rồi. Đúng dạ. Rồi. Thôi, em giỏi khen quá rồi. Giờ tới Viên Tỷ nè. Tỷ Tỷ là nội lực không có thâm hậu giống như muội muội đâu. Không có đâu. Tỷ Tỷ là người ta nói sao là không phải dạng vừa đâu.
Phải không các bạn? Khen qua khen lại thì xấu hổ quá. Dạ, thôi bây giờ chị hát cho em nghe đi. Bài này thì thật sự là em cũng rất là quá rành rồi và nhiều người hát lắm. Thôi bây giờ hôm nay thì tỷ tỷ Quỳnh Như Muội tặng Đoan Muội nha. Tặng Đoan Muội cũng như quý vị khán giả thân thương của Trung tâm Thúy Nga và các fan. Hãy lại nghe lại ca khúc Trộm Nhìn Nhau sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Đôi khi trộm nhìn em, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Em có còn đôi má đào như ngày nào? Kể từ khi vắng nhau, em như tấm vải lụa đào, thương thâu đêm giấc mộng xanh sao. Em có bề nào ai đón ai đưa? Cuộc đời là vánh chân, là giao thừa, thương em tiếng hát sớm mùa. Một mai áo em, áo mỏng đường mềm, dáng nhỏ chân đêm. Đôi khi em trộm nhìn anh, xem đôi tay dẫm phong trần năm xưa. Anh có còn mê sông hồ qua từng mùa? Kể từ khi vắng anh, em như tấm vải lụa nhau, đêm thâu đêm giấc mộng xanh sao. Anh có bề nào ai đón đưa em? Cuộc đời ít về thăm em. Đôi khi trộm nhìn mẹ, soi gương trang điểm cho đời thêm tươi. Thương tiếc thời tô phấn hồng cũng qua, mang theo tuổi dài ngọc ngà. Đêm thâu đêm tính gọn tương lai, mơ thấy một ngày con níu chân cha. Cuộc đời chảy rơi nguồn, lá đành trôi theo. Mà ta như chiếc lá khô, nước chảy rơi nguồn, lá đành trôi. Thank you.
cảm ơn Mùi Mùi. Mùi Mùi đã nghe bài hát này. Tại sao chị chọn bài này vậy? Cũng nhiều kỷ niệm lắm. Tại vì đây là cái tâm sự nói rất là nhiều, nói về tình yêu đôi lứa, tình yêu cha mẹ, và những cái sự cách trở cũng như là cái khó khăn, cái mất mát trong cái tình yêu. Tình yêu ở đây không những là tình yêu đôi lứa mà là tình yêu của với các bậc trưởng thượng nữa. Gia đình. Gia đình, đúng rồi. Em và chị có biết là khi chị hát em trộm nhìn chị bao nhiêu lần không? Không biết. Chị nhìn camera, chị nhìn ống kính và chị thả hồn theo bài hát. Và nên chị không biết là em nhìn lén chị. Và nếu như cái câu đó mà chị hỏi em, đôi chị khi đoan trộm nhìn như xem dung nhan ấy bây giờ giá sao, trộm đẹp hơn nhiều. Đẹp hơn nhiều. Mặn mà. Mặn mà có 102. Wow. Rồi bây giờ đi, em phải trả lễ lại cho chị đó. Gì mới hát có một bài bắt người ta trả lễ rồi. Không tính cái bài song ca hả? Thôi để bây giờ em chọn đi, bài gì cũng được hết trơn á. Tại vì đây là em biết xong đây là mình làm chương trình cho một cái năm mới, đúng không? Năm mới thì mình bao giờ mình cũng cầu mong tất cả những cái gì mà tốt đẹp nhất đến cho mọi người, không những cho những ca sĩ của trung tâm Thúy Nga và tất cả những ca sĩ của các trung tâm khác và mọi người, và nhất là fan của mình. Fan của mình đã yêu thương mình vô cùng, đúng không? Đúng. Cho nên là không có biết điều gì để nói, thành ra mình chỉ gửi gắm qua ca khúc mà mình. Thôi bây giờ thì năm mới có nghĩa là sự bắt đầu, đúng không chị? Đúng rồi. Thành ra là em muốn phải hát lại cái bài hát lần đầu tiên mà Tâm Đoan được đứng ở trên sân khấu Thúy Nga. Đúng không nào? The Beginning. Đúng rồi. Mà cái bài này là cái kỷ niệm mà em không bao giờ quên được á. Tại sao? Là khi mà em hát xong á, cái chị Thủy vô nghe đó, thì cái này có một người mách lại cho em nha. Mách lại? Này, nói nhỏ nhỏ thôi, đừng, không nói tên người đó. Mà người đó nói cho em biết đó, là khi chị Thủy nghe Đoan hát xong cái câu đầu là chị Thủy nói, cái này Tâm Đoan chứ không phải Tâm Đoan. Tâm Đoan hả? Tâm Đoan. Thiệt hả? Tại sao không chị? Là vì em hát hay cái lấy lên cái dấu sắc lắm. Bây giờ em hát chị nghe là chị đối chị biết là cái đoạn nào nha. Và cho dù em có đổi, em có hát lại cho nó đúng cái từ của cái lời của cái bài hát, nó cũng ra được cái feel đó. Cho nên thôi kệ, coi như chị Thủy đóng mộc luôn cái chữ Tâm Đoan này mà. Tâm Đoan luôn hả? Nhưng mà khán giả quá, quá. Fan thích là mình hạnh phúc rồi. Nha. Thôi vì mời chị cũng như là tất cả quý vị và các bạn nghe lại một liên khúc nha. Hai bài mà thực sự là phải gọi là cũng là được rất là nhiều người yêu mến. Với giọng hát của Tâm Đoan trên sân khấu Thúy Nga, đó là bài Người Mang Tâm Sự của nhạc sĩ Như Phi, và bài kế tiếp là Gục Ngã Vì Yêu của nhạc sĩ Phạm Minh Hùng. Chị Như Nga, chị sẽ khen những cái dấu sắc cái luyến lấy của em. Cảm ơn chị. Mời ban nhạc. Ta dỗ ngọt tôi vào tình yêu, bây giờ che chắn nếu đi đường về, tôi lầm tin lời người ta, tôi làm tôi khổ vì yêu, để giờ đây nức nở thế. Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi, đâu còn chỉ nữa mà mong mà chờ, cũng đàn lối nhịp đường tơ, cũng sầu chết cả hồn thôi, để lòng tôi giá lạnh như đêm.
bắc tỉnh Nam, người nơi đầu gió, kẻ ngoài chân mây. Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi, bây giờ đi sớm về khuya một mình. Ôi nhìn thế sự nổi trôi, cũng đành chấp nhận mà thôi, để mặc cho con tàu xoay vần.
vời quá đó. Cảm ơn Đoan chị. Ơi, em đã gục ngã vì yêu mà em gục đã từng. Dạ, gục hết hai đứa đó chị. Điều rồi phải không? Gục ra cho nên là hát cái bài hát đời. Quá thấm thía. Nhưng không sao. Dạ. Ai cũng vậy. À, mình phải trải qua những cái cảm xúc như vậy mình hát nó mới chuyên chở được, đúng không? Dạ đúng rồi chị. Đúng không đó? Dạ dạ đúng, cho nên mình càng hát nhiều năm đó, mình càng trải đời thì hình như là cái giọng hát của mình nó thấm. Dạ. Đúng rồi, dạ. Chị cũng thấy vậy đó. Cho nên nhưng... chị có biết người Mỹ mà nghề của chị em mình á, người ta nói là 10 năm đầu tiên á chị, the first 10 years is only practicing. Có nghĩa là 10 năm đầu tiên là tập thôi. Thực tập thôi. Dạ. Em không biết nhưng mà em thấy thì em là đúng á. Bây giờ em nghe là hồi trước em thấy em hát nó sao đó. Bây giờ em dạ. Em thấy em vững vàng dạ. hơn đúng vững không? Vững vàng hơn tại đúng vì không? Ngày hôm nay ngồi hát trước mặt boss ok. Trước mặt boss không sao. Chứ 10 năm trước lo, em đừng có lo chuyện đó. Không 10, sao. 10 năm trước mà thấy bóng của ảnh chị là tự nhiên nó quýu hết trơn không có. Chị được. Cũng vậy nè. Chị cũng vậy, chị có kỷ niệm rất là nhiều. Lúc mà chị hát cái bài đầu tiên mà vô phòng thâu á là thứ Nga là chị nói hồi tiếng ngày xưa hả? Em xin là boss là mong rằng là boss the, chị Thủy Anh Thi đừng có mặt ở trong phòng thâu. Dạ. Tại vì có mặt cái là mình quýnh, mình sợ. Tự nhiên cái hơi hát không hát được, nó hát không trơn. Được em, dạ. hát không được thiệt luôn đó. Nói cái này thì chắc là fan cũng cảm thấy là rất là ngạc nhiên à. Nhưng mà thiệt, cái đó là bạn. Sự thật, đó dạ. là sự thật. Mặc dù ảnh chỉ có những cái tip rất là hay. Không. Quý vị biết không, mình hát nhiều thứ khi Nga mình tồn hát... tại là vậy đó. Dạ đúng. Đúng rồi. Phải nói cái tay ngắn. Mình hát nhiều khi mấy chục lần á, nó không ra, ảnh chỉ nhắc một chữ thôi hay là một cái ngắt vậy thôi là nó khác liền. À mà nói tới cái này, nãy chị có nhận ra cái tâm đoán của em nó nằm ở đâu trong bài Người Mang Tâm Sự không? Tôi phải không? Dạ tôi. Dạ đây cái nốt người ta là tôi làm tôi khổ vì yêu không? Mà em hát ngang nghe nó kỳ lắm, feeling nhớ đó. Mấy chị nghe tôi làm tôi khổ vì yêu nghe nghe không? Không tội không đã không có đã đúng tôi không? Làm tôi khổ vì yêu là à, nhấn cái chữ tôi vậy là vậy lên dấu sắc nó mới tội. Không, cũng là một cái kỹ thuật. Nhưng mà vậy á, thì khán giả và fan của mình mới yêu. Dạ. Và hôm nay là mình hát cho fan nữa đúng không? Dạ. Nhắc kỷ niệm với boss của mình là chủ của mình thì mình cũng gửi tặng khán giả những cái ca khúc mà khán giả mình yêu thương mình đúng nhất. Rồi. Dạ. Rồi. Em cũng nhìn thấy mà cái không gian music box. Quý vị thấy hôm nay không gian rất là ấm cúng và rất là Noel. Rất là Noel vừa New Year. Mà đặc biệt là Đây cái tour FM này là quý vị nhớ làm... Chị cũng vậy. Chị nhìn nhớ hồi lúc tháp, đi quay bên cái Pháp. Cái tháp FM là chị nhớ tới cái lúc mà Trung Tâm Thúy Nga mình là thâu và quay hình ở Paris. Em thật sự không có đi được nhiều. Em không. Gia nhập gia đình Thúy Nga là sau này rồi, chị là đi nhiều. Nhưng mà em cũng có mà đi. Em đã nhớ em... như vậy rồi đó. Dạ. Chị là nhiều kỷ niệm lắm. Rất là nhiều kỷ niệm khi quay rồi được ở rồi đi chơi, quay hình và cái điều gì chị thích nhất khi mà chị đi Pháp quay với Thúy Nga? Cái kỷ niệm nhiều lắm, rất là nhiều. Nhất là những món ăn cà phê. Wow. Tuyệt vời. Baguette phải không? Em nhớ baguette. Câu tiếng Pháp gì không? Hả? Thôi nói cái câu voulez-vous. Thôi câu đó là đùa, không được nói trong chương trình. Em chỉ biết là je t'aime. Thấy chưa, em giỏi mà. Nhưng mà thật sự thì đó, em thấy cái màu đỏ nè, không gian như tuyết, có tuyết rơi để coi, đây đằng sau hoa, đúng không? Những cái cành. Em bước vô em thấy cái tour FN này là em ngạc nhiên rồi. Em không ngờ là được nằm trong chương trình luôn. Chị biết từ đâu ra không? Em rinh về đó. Em dạ thì không, em tự bảo trợ nó. Em đi shopping cho mùa Noel, tự nhiên em thấy cái trong một cái mall Home Goods á chị. Dạ, nó có những cái đồ trang trí mà chỉ có một món thôi à. Em thấy cái tuổi fan em nói trời thế nào cũng phải là mang về tặng cho Thúy Nga, nó dễ thương quá. Hèn gì tôi thấy nãy em giờ phải là ngồi kế bên đây. Hèn gì nãy giờ chị thấy là anh đi chị Thủy ưu ái em quá, quên chị rồi. Hèn gì đây là món quà của em đúng lần không? Lần sau chị phải mang một cái gì nó to hơn cái tuổi fan này vô nữa.
Để được ưu chắc chị làm cái fan lớn hơn. Chị đứng ở trong luôn. Đúng rồi. Chị đứng ở trên luôn. Chị đứng ở trong và chị hát luôn. Rồi để cho chị Thủy, chị Anh Thi sẽ design, dạ, thiết kế. Rồi để sao mà ca sĩ mà... Không, cái đó thì chị phải công nhận, em cũng công nhận luôn. Thiến Kha còn tồn tại tới bây giờ thì phải nói là quá, trải qua rất là nhiều cái sóng gió. Nhưng, dạ, mà, nhưng mà trung tâm Thiến Kha rất là yêu. Hiếm lắm. Yêu... nghệ thuật đúng nghĩa, yêu nghệ thuật, dạ, dạ, hiếm lắm. Làm không phải cho mỗi ca, làm cho mỗi ca sĩ được đứng vững và có tên. Không những đúng như vậy, không? Anh chị và trung tâm tiếng Nga rất là trân trọng từng người một. Vừa nhạc sĩ nữa, dạ, đúng không? Quý vị biết không, cuộc đời đã ngắn rồi, mà đời nghệ sĩ nó còn ngắn hơn nữa. Ai cũng dành cái tuổi thanh xuân của mình, những cái gì đẹp nhất hay nhất cho cái sân khấu. Nhưng mà khi mà cái thời mình nó gọi là qua cái thời rồi thì thường thường là khán giả có thể quên mình, đúng hay rồi, là chê bai nhiều hơn, đúng không chị? Đúng rồi. Riêng trung tâm Thúy Nga thật sự Đoan phải rất là trân trọng cái tấm lòng của anh Thi và chị Thủy. Dành cái ekip nữa, dạ, ekip luôn. Dành ekip, dành dạ, chỗ đứng nhất định cho từng người một. Và những người mà càng lâu trong cái tuổi đời nghệ thuật thì Đoan cảm thấy là anh chị lại càng trân quý, càng trân trọng. Đúng vậy, dạ, em làm cho chị nhớ tới cái câu. Không sao đâu, ông bà mình có câu á, dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân. Ba chân. Sừng càng già càng cay mà chị hả? Gần càng già, dạ, càng cay, đúng mà rồi. Phải có những cái người producer như vậy thì những người nghệ sĩ mới còn vậy, được giữ được những cái hình ảnh đẹp nhất và còn tồn tại mãi với thời gian. Đúng vậy, dạ. Chị muốn nghe em nói rất nhiều. Vậy thôi em khỏi hát thôi. Thôi chị đành phải bế quan quá. Để luyện công quá. Thôi đừng có bế quan nữa. Mỗi lần bế quan là 10 năm mới ra một cái CD đó quý vị. Mà nói chứ nè, khi nào CD mới của chị phát hành? Chị bị mang tiếng là hứa lèo đó. Không tại sao? Vì cứ hứa hoài mà CD gì chưa ra. Nếu mà có Muội Muội trở lại là Muội Muội sẽ trưởng, coi như là nội công ra là được không? Dạ, yeah, được nha. Là phải là phải phát hành liền một cái CD. Rồi. Ok. Em cũng vậy đó. Em cũng vậy ha. Và bài hát kế tiếp này nè là một trong những bài hát mà em rất là thích. Mà chị Như hát đi, em rất là thích chị hát bài này. Em hát hay chị hát? Chị hát. Chị hát đi, em muốn được nghe chị hát bài này. Một bài hát của nhạc sĩ Lê Dinh. Nhắc tới nhạc sĩ Lê Dinh chắc là mọi người đã biết là chú Lê Dinh đã qua đời. Nhắc đến chú Lê Dinh thì phải nói là nhiều ca khúc lắm, nổi tiếng lắm, Huế Buồn, như Quỳnh cũng đã hát với sự dàn dựng của trung tâm Thúy Nga, và bài hát Nỗi Buồn Châu Pha, dạ, đúng. Quay Canada, yes, đúng không? Dạ. Có chú Sư Tử nữa, rất là ngầu, rất là ngầu, rất là sợ, nhưng mà chị rất là ấn tượng với sự dàn dựng của cô Sandra, cũng như là dàn dựng của trung tâm Thúy Nga. Ý tưởng yeah, rất là chị nghĩ là bây giờ nếu mà tìm lại chắc là cũng hơi khó, chị khó ha. Dạ, yeah, dạ, yeah. Và bài Huế Buồn đó chị, là một cái bài mà rất phải, đúng, cảm ơn em, chỉ có một mình chị hát thôi đó, yeah, là nhạc sĩ Lê Dinh đã sáng tác riêng để dành cho chị. Cái điều đó là một cái món quà rất là lớn mà chị nghĩ là không thể nào quên được. Và có lẽ là khán giả cũng đã nhắc rất là nhiều, fan cũng rất nhắc rất là nhiều, chị phải nói là nhạc sĩ Lê Dinh đã qua đời và mình cũng rất là tiếc, đúng không em? Dạ, đúng. Ông, em được gặp ông một lần trong một cái show, và ông là một người nhạc sĩ rất là bình dân, vô cùng luôn. Về ông còn email cho em mà còn trách, dữ không? Đợi chú email mới trả lời. Ông email hỏi thăm và có gửi một vài bài hát cho em, mà lúc đó thì em chưa có cơ hội được thực hiện. Đó là lần duy nhất được gặp chú ở ngoài đời. Chú cũng là người Canada. Đúng rồi. Dạ. Em là rất là hiểu rõ, đúng không? Và chú là một người rất là hiền. Yeah. Rất là hiền và rất là bình dị. Bình dị đối với Như Quỳnh thì không có gì để mà diễn tả được.
Và xin được cảm ơn nhạc sĩ Lê Dinh đã dành cho Trung tâm Thúy Nga nói chung và Như Quỳnh nói riêng những ca khúc Để Đời. Và có lẽ quý vị vẫn còn nhớ ca khúc Tấm Ảnh Ngày Xưa, sáng tác của cô nhạc sĩ Lê Dinh. Hãy cùng với Như Quỳnh nghe lại ca khúc này nhé. Ngày nào em đến chơi tặng tôi một chiếc hình ghi nhớ ngày chúng mình vừa quen nhau, năm tháng dài ngày sau ghi nhớ mãi. Hãy làm sao xuyến lòng ai. Chiều nay sao nhớ thương người em qua chiếc hình, qua nét mực yêu kiều và xinh xinh, ghi mấy hàng gửi anh câu luyến. Em nói đi. Kỷ niệm hai chị em mình thì không thể nào không nói đến Thanh Xà Bạch Xà, đúng không? Đúng vậy. Ủa chị, mà Thanh Xà Bạch Xà lúc đó idea của ai vậy? Của chị hay chị Thủy? Hả? Cái idea để dựng lên từ bài cái... Đêm Ngậm Ngùi. Đúng là, rồi, là cái phần 1 Thanh Xà Bạch Xà. Đó là ý kiến của chị Thủy dàn dựng. Mà chị hỏi thiệt nha. Lúc đó giờ
cái sự dàn dựng nó cũng có hơi khác. Tại em là người sợ độ cao nhiều nhất. Nếu mà coi lại đó, chị dạ, đứng rồi. Lên nhiều hơn. Mà lúc đó em đang chóng mặt. Em đang chóng mặt. Đưa lên cao bằng nhau. Em đúng mới rồi. Xin. Em xin. Xí 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 cho em xuống thăm chú. Em cứ xin riết. Chị Thủy la trên monitor. Đủ rồi. Đừng có đứng. Mất tiêu cái idea của người ta đang bay ở trên không. Nhưng mà nói thiệt nha. Dạ. Lúc đó chị đứng trên cao, chị vui lắm á. Tại vì không phải chị nói đùa thôi. Dạ. Nhưng mà thực sự chị muốn hỏi em luôn á. À... hai cô ca sĩ có thương nhau bao giờ? Em có đố kỵ chị không? Nói thiệt đi. Trời ơi, em để chị đứng trên cao em xuống thấp hơn rồi còn gì nữa mà đố kỵ. Thật sự là chị muốn em đứng chung với chị. Dạ, nhưng mà tại vì em sợ quá. Hay là để em hỏi, đổ mồ hôi luôn đó. Để em hỏi chị Như câu này nè. Chị Như là người đi trước, đúng không? Đặc biệt với cái dòng nhạc này nữa. Mái tóc dài, hình ảnh. Sau đó thì là em và rất là nhiều ca sĩ khác nữa. Chị có cái áp lực của người đi trước không? Và nếu có, nó sẽ là cái gì? Thật sự thì chị không cảm thấy áp lực. Bởi vì trung tâm đã tạo cho chị được cái vị trí và cái người đó, đó đương nhiên đã tạo được cái vị trí trên đỉnh rồi. Lên trên đỉnh thì được, nhưng mà giữ trên cái đỉnh đó hoài thì rất là khó. Khó lắm. Thì đó có đôi phải khi cũng cô đơn lắm. Đôi khi cũng cô yeah. đơn lắm em. Rất cô đơn và cảm thấy lạnh đó. Nhưng mà chị ngược lại, nhưng mà chị nghĩ ngược lại một cái điều rất là, chị nghĩ là nó hay. Chị nghĩ cũng hay yeah. Và nó cho cái cuộc sống là mình là mình rồi. Sao chị không hỏi em ngược lại là người đi sau có còn áp lực em không? Sao? Vậy chị hỏi em. Có cảm chứ ơn. Em trả lời liền luôn. Có hả? Chứ có chứ chị. Tại và sao? Và có thể là cho nhiều nhiều người khác luôn nếu mà đã cùng một dòng nhạc. Tại vì mình mãi mãi mình mãi mãi là người đến sau. Mãi mãi... đầu mình tiếc vô đây. Mãi mãi là người đến sau chắc chắn chị. Forever mãi mãi chị vẫn là người đi trước, chị vẫn là đàn chị. Cho dù có cách nhau 3 năm hay 5 năm, đúng không? Em vẫn luôn phải học hỏi chị. Nói chị nói vậy thôi, chị lặp lại. Thật sự là nãy chị nói cũng hơi quá. Chị vẫn nghĩ là học những cái vị tiền bối, các bậc yeah. tiền bối trước. Học những cái người ngang lứa tuổi của mình. Và tất cả đàn em của mình đều có những cái hay. Rất là hay em, rất là hay. Nếu như mà học hỏi hoài thì đúng chị rồi. Nghĩ là học hoài thì mình lại càng thấy thế giới này nó có nhiều điều để mình đáng để học lắm. Mà mình cảm thấy càng học càng học hỏi mình càng thấy mình càng nhỏ bé. Nhỏ bé vô cùng. Nhất là về nghệ thuật, đã nói là nghệ thuật. Có thể một bài đó mà mình hát nhiều lần, 10 năm sau mình hát nó khác 10 năm trước. Đúng rồi. Đúng không chị? Đúng rồi. Nó muôn màu muôn sắc. Muôn màu muôn sắc. Dạ. Mà quan trọng nhất là sao? Cái sự dàn dựng nữa em. Chứ nếu mà mình tự làm đôi khi cái ý tưởng của mình nó cũng bị nó mai một, hạn hẹp đúng không? Dạ. Rồi nó theo thời nữa, nhiều khi mình sẽ học được cho nên là đây là cái điều mà em rất quý ở chị. À, có nghĩa là mình tiếp tục học hỏi cho dù người đó đi trước hay là người đó đến sau. Đó thì quý vị thấy, các fan thấy, đừng có lo nhá. Giữa chị Như với lại, thôi giờ mình nói chuyện chị em mình thôi. À. Là chẳng những không có đố kỵ, mà nếu mà có đó là phải rất là nguy hiểm, là gọi là cái tình thương mến thương nó hơi bị nhiều. Nó hơi bị quá. À, và chị biết không, em thấy là fan cũng có áp lực. Chị là người đi trước có áp lực, em là người đến sau cũng có áp lực. Mà fan còn áp lực hơn mình nữa. Fan muốn giữ hoài cái hình ảnh đó cho thần tượng của mình. Chị mong là fan á, xin lỗi em, chị mong là các fan đó, nếu mà thương yêu người nghệ sĩ nào, ca sĩ nào thì cứ giữ cái hình ảnh đó và đừng áp lực, đừng áp lực nữa. Cứ nhẹ nhàng, cứ thoải mái. Thì thần tượng của mình sẽ cứ thoải mái, cứ nở hoa hoài. Đúng rồi, đúng rồi. Và mình ca sĩ và nghệ sĩ và các fan cũng được thăng hoa. Dạ, đúng không em? Đúng rồi. Đúng không? Và chị nghĩ là đối với nhắc kỷ niệm thì nó nhiều kỷ niệm lắm. Thôi bây giờ em hát một cái bài đó kỷ niệm đi. Có chữ kỷ niệm. Có chữ kỷ niệm. Như đối có chữ kỷ niệm. Khoan khoan, nhưng mà chị những người đi trước, ai là thần tượng của chị? Ôi, mỗi người chị học rất là nhờ, chị học chị hỏi rất nhiều như cô Hoàng Oanh, cô Thanh Tuyền, nhiều lắm, cô Hương Lan, rất là nhiều. Nói thật là mình học không hết em ơi. Chị học hoài cái càng ngày chị thấy càng gì càng giống như hạt cát rất là nhỏ trong cái biển cả. Cái bờ biển chị không, chị cảm thấy mình không là gì cả. Em cũng thật vậy. Sự mà dạ.
Em cũng vậy. Thực ra theo quý vị thấy là hai chị em có nhiều cái điểm vô tình mà nó rất là giống nhau. Giống đến độ mà khi mà Đoan đi hát rồi phát hiện ra cả hai đều đổ mồ hôi tay giống nhau. Đổ mồ hôi tay nè, trời ơi, nè mọi người thấy đó. Đó. Mà đó. Ngồi là mà... phải có lúc nào mới có tờ giấy. Mà kể cả cái cách học hỏi trong nghề cũng giống nhau luôn. Em cũng như chị là em học hỏi từng người một chung quanh mình. Em rất là giỏi. Dạ. Đối với chị đó là cái điều mùa đông hoa trắng mà trời ơi, rất là tiếc là chị không biết là em có em hát bài đó không? Tại bài đó được dàn dựng rất là công phu. Hát bài đó ở đây em phải đi tìm một cái thanh gươm. Thanh gươm đúng rồi. Mà em là diễn xuất như một diễn viên. Thank you chị. Không phải là chị khen, chị không khen nữa. Rồi em nhắc tới những cái kỷ niệm nhiều kỷ niệm thì em gửi đến khán giả đi. Một cái bài nào đó mà có hai chữ kỷ niệm. Dạ vâng. Em sẽ hát một bài này mà em rất thích mặc dù em chưa bao giờ hát. Chưa bao giờ hát. Có lẽ là vì em thích quá bởi người ca sĩ mà đã hát bài này cho nên em không dám hát. Nhưng mà hôm nay em có thể nói tên không? Dạ, là một trong những thần tượng của chị em mình đó là cô Hoàng Oanh. À. Dạ. Cho nên hôm nay em sẽ hát và em sẽ hát như là cách cô đã hát để coi không biết là chị Như nghe như thế nào nha. Và hy vọng là quý khán thính giả sẽ thích qua một ca khúc của nhạc sĩ Hoài An và hát được mang tên Kỷ niệm nào buồn. Đem cho nhau ghim vào thơ đếm đầu tay mà chờ thời gian qua trôi mau không ngừng đâu mỗi mùa hoa phương đầu tiếng ve kêu gợi sầu phút chia tay dầu dầu tiếc thương riêng mình biết hoặc tim trong tìm
đương nhiên giọng hát của em có cái điều đặc biệt riêng rồi. Em nhưng mà gì? Em hát á, làm chị nhớ tới chị cũng hát cái bài này, một cái liên khúc. Dạ. Hát chung với Mạnh Quỳnh. Dạ đúng rồi. Cũng là kỷ niệm. Hát tân nhạc với anh Mạnh Quỳnh á, hả? Nó có dễ hơn là hát cổ nhạc với anh Mạnh Quỳnh không? Sẵn rồi thôi mình khai luôn. Chị thì đương nhiên cái gì chị cũng thử hết trơn á. Dạ đúng. Cái gì chị cũng thử, em cũng vậy thôi, tại vì em không dám. Nhưng mà chị hầu như là chị thành công hết với những cái mà chị đã thử, những cái lĩnh vực mà chị đã thử trong âm nhạc. Chị may mắn. Đúng chị may mắn cải lương nè, nhạc trẻ, nhạc tình nè. Hồi xưa chị cũng hát tiếng Nhật vậy. Đó. Không biết người hợp có hiểu hay không thôi. Chị nhớ biết không? Em đã nghỉ một thời gian. Chị cũng cho tiếc. Nên em không có cái áp lực mà giống như là mình phải liên tục trong nghề đó. Còn chị là một cái người mà liên tục và cho tới ngày hôm nay thật sự với em á, là chị vẫn giữ vững cái vị trí của chị. Mới đây chị ra cái MV bài Buồn Làm Chi Em Ơi, là một cái bài hát mà nó hit rất là cao ở trong trên mạng, đúng không chị? Tại vì cái bài đó sau này là mọi người đều coi là trên YouTube, và hình như là nó gắn liền với cái người mà hát đầu tiên bài đó là nam ca sĩ Hoài Lâm, đúng rồi. Tức là lúc mà em nghe, em không nghĩ ra được mà cái bài hát này nó có thể được chuyển thể qua thành một cái version khác luôn. Vậy mà Như Quỳnh đã làm được. Hỏi làm sao chị không phải là huyền thoại cho được. Nói vậy thì cũng hơi quá, chị cũng không dám nhận đâu. Thật lòng thì chị cũng may mắn lắm. Và chị được được áp lực hả? Khi hát ca khúc này mà quay đó em cũng là một cái sự mà chuẩn bị rất là mà nhiều. Dạ. Quay MV trong cái thời điểm mà em biết rồi đó. Đã trên 4 triệu view rồi đó chị. Mà cái đó là chưa có nói cái lần đầu mà up lên rồi trong vòng 24 tiếng đồng hồ là 700.000 view rồi. Wow. Chị thì thật sự là cũng không có để ý lắm, em biết rồi đó, người ta lên cung trăng rồi mà chị chưa, chị không. Chị cứ yên vị chỗ của chị không chị sao. Chị cứ yên vị dưới đây thôi, như không hề biết gì hết. Nhưng mà ý là chị cái áp lực nào nặng nhất cho cái bài hát đó lúc mà quay cái MV đó, chị nhớ không? Thật sự thì áp lực chứ em, tại vì nam ca sĩ Hoài Lâm đã hát ca khúc này với một cái thể điệu rất là, tuy là nhạc nó rất là mang cái chất bolero và mùi mà nó cải cách, đúng không? Nhưng chị? Mà cải cách dạ. cái hòa âm. Cho nên cũng rất được nhiều bạn trẻ và yêu thích. Dạ. Thì chị may mắn là chị cũng được hát ca khúc này với một cái thể điệu nó khác. Em phải cảm ơn chị đó. Tại vì chị sợ lắm, áp lực lắm em ơi. Nhờ chị mà chị mới chuyển thể cái bài này lại để cho những người mà bên cái thể loại nhạc quê hương hay là giọng hát á, mà nghiêng về bên nhạc quê hương có thể hát và có thể xử lý được. Nên là ngay sau đó là karaoke này kia là các bạn hưởng ứng rất là nhiều. Chứ còn trước đó là ai hát cũng phải hát đúng theo cái kiểu mà đầu tiên, cái version đầu tiên. Version đó. Đúng rồi. Đã. Mà gần như là người ta nói rằng là người ta phân tích là bài đó chỉ viết riêng cho giọng hát Hoài Lâm mà thôi. Đúng rồi. Nhưng cho đến khi lúc mà chị hát đó thì nó có được một cái màu sắc hoàn toàn mới. Nên là chị xứng đáng là một thần tượng, tượng đài. Đó, chị không dám làm tượng đài đâu em ơi. Tượng đài đứng chỗ không có đi đâu được. Chị cần phải đi show, phải đi hát, phải mua tượng đài đứng chỗ. Và ngày hôm nay thì chị Tô Ngọc Thủy có yêu cầu muốn là em hát chung với chị bài này cho nó có một cái version mới nữa. Nói chung là kỷ niệm chị em mình nữa đó nha. Mình hát lại bài Buồn Làm Chi Em Ơi cho mọi người và các bạn cùng nghe.
lại xa cách nhau. Trăng treo trên mái đầu, tâm tư nên âu sầu. Qua bao nhiêu dải dầu mà lại nỡ qua cầu xa ngang. Buồn làm chi em ơi, hết duyên phận cũng lỡ làng. Tiếc một đời dở dang, ngỡ ngàng chuyện tình trai. Hoa kia úa tàn, thương số kia bẽ bàng, rồi cứ trách mình quá vội vàng. Chị không hát được chữ con tim nữa được rồi. Chị dành cho em đó. Oh.
Tận đáy con tim. Tận đáy con tim. Yeah. Tất cả là thiên ý. Tất cả là thiên ý. Yeah. Chị hy vọng là ca khúc này là khán giả và fan sẽ thương em vô cùng. Cảm ơn chị. À, năm mới rồi ha. Năm mới. Mình hát đừng hát buồn nữa ha. Năm mới nhanh quá. Thấm thoát rồi, đã qua rồi. Thấm thoát đã qua. Bảy bài hát chị em mình đã phải kết thúc chương trình rồi. Mình chị chia tay rồi. Chị ơi, thường thường năm mới người ta có cái gọi là New Year's Resolution, tức là tiếng Việt mình thôi tạm dịch là một cái điều ước hay là một cái sự thay đổi trong tương lai mà mình muốn làm. Chị có không? Có chứ, chị ấp ủ rất là nhiều nhưng mà không có bật mí. Một điều thôi, một điều thôi. Cái này là mình phải nói. Cái này giống như là cái phong tục là hỏi là phải nói, ai phải chia sẻ. Yes. Dành cho fan. Phong em tục và của, chị. Của Music Box. Em và chị trong cái Music Box ngày hôm nay, em và chị hứa với cái fan, với các fan, hai chị em mình cùng hát chung một cuốn CD. Really? Thiệt hả? Yes. Nhớ nha, mà có thể quay được video clip nữa là càng cái này là tới tốt, càng tốt. Tới bao nhiêu người đang làm chứng nè. YouTube của Thúy Nga bây giờ là trên 4 triệu subscribers. Nhớ nha. Nhớ nha, đã hứa rồi đó, mình phải làm cho fan, cho khán giả. Coi như của là mình của high five lời hứa. Nha. Yeah. High five. Yes. Yes. Này là high five trưởng của Thanh Xà Bạch Xà. Sanh sướng nha. Là trưởng là sẽ ra một cái CD. Wow, chị làm em ngạc nhiên quá. Thank you chị. Và năm mới thì chúc cho chị mãi mãi vẫn là một Như Quỳnh. Cảm ơn em. Đẹp nhất, hay nhất và là huyền thoại trong lòng tất cả mọi người. Nhá, nhiều sức khỏe. Chị cảm ơn Tâm Đoan rất là nhiều. Dạ. Chị cũng chúc em như vậy. Và xin chúc tất cả quý vị luôn được bình an, hạnh phúc bên người mình yêu. Và gia đình. Dạ, và gia đình. Và sẽ ủng hộ thật là nhiều như chưa từng bao giờ khi mà Trung tâm Thúy Nga trở lại. Bởi vì khi Trung tâm Thúy Nga trở lại thì lợi hại hơn xưa. Và ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Happy New Year! Happy New Year! Woo! Chúc mừng năm mới! Hai chị mình nhảy nha! Cha cha cha! Yêu hỡi, nay đã ra đi về đâu? Thuyền xa bến, ta biết chỗ nào tìm nhau. Mùa đông đến, lạnh gió con tim hận sâu. Biết làm sao để quên người anh yêu dấu? Người yêu hỡi, anh có như trăng mùa đông. Chuyện hai đứa quen biết nhau bên dòng sông. Và anh đến, hạnh phúc đắm say mặn nồng. Đã còn đâu? Tiếng buổi ban đầu, rồi người này đã xa cách xa, tìm về hạnh phúc nơi chốn xa. Còn đâu mùa đông của chúng ta phai tàn máu qua, lạnh lùng đợi ai trong gió đông, thuyền tình còn đâu trên bến sông, làm sao ta quên nỗi nhớ mong ân tình mùa đông. Rồi hôm nay qua biết bao nhiêu mùa đông, dòng sông xưa đã vắng bóng con đò đưa. Bánh xèo hương xưa hân hạnh đồng hành cùng chương trình.